đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới, sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Kế tiếp video giới thiệu tổng thể, mời anh em xem đến phần nội thất của em nó. Như tôi đã nói ở phần video 1, đó là đây là một con Omni cổ dạng khủng khỏe. Nó thể hiện ở những gì nội thất anh em có thể nhìn thấy đây, đó là đặc kín luôn, tụ to, rất gấu, 2 STK màu vàng đây, đó. Nó bám vào cái tản nhiệt xương cá, 2 tầng tản nhiệt, nguồn to nằm ở cả một cụm này, đó. Omni cổ thì thường nó sẽ cấu tạo đơn giản, nhưng với sản phẩm này nó là tương đối ok về cấu tạo và chất âm khỏe để anh em nghe nhạc anh em nhé. Những con Omni cổ thì nó thường chạy STK hoặc là sò nhí. Nó góp phần lên độ trong, độ rõ, độ mịn màng với âm thanh. So với những dòng Omni công suất lớn thì nó có độ trong hơn về tiếng hát. Nghèo nàn bao cuộc tình, bao lần tan rỡ trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng gian trách chi ai, làm người không ai ước cao mơ sang giàu lợi danh quyền quý. Mà trời cho tôi trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay, nhìn đời bon chân đối thay bao. 3 triệu đồng giá báo tại cửa hàng anh em nhé. Các đường vào đã đánh dấu sẵn tiếng Việt Lunar TV Tết bên này tiếng Nhật. 357 Made in Japan 100V 90W đánh một đôi loa. Hàng bãi zin đẹp cho anh em, góc cạnh đẹp hết. Nó dư sức để anh em nghe nhạc đủ khỏe. Bắt 20, 25, 30, thậm chí kể cả loa cổ 340. Chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Nhớ thương đầy. Như tôi đã nói rất nhiều, nếu trong tầm âm đi cổ thì về chất âm thì anh em khỏi phải lo, những con âm đi cổ nó đều có chất âm trong rõ. Nếu đó chỉ khác nhau là con gấu hơn hoặc con bình thường, con khỏe hơn hoặc con nhẹ nhàng. Và nếu để nghe nhạc thì anh em cũng không cần một con âm đi khỏe đến mức như thế này anh em nhé. Xin chào.